Chào mừng bạn quay trở lại với Điều Không Tưởng. Vật lý lượng tử có vẻ rất bí ẩn do nó phức tạp và khó hiểu. Thực tế, Richard Feynman, người đã giành giải thưởng Nobel cho công trình nghiên cứu điện động lực học lượng tử, cho biết nếu bạn nghĩ rằng bạn hiểu vật lý lượng tử, thì thực ra bạn không hiểu vật lý lượng tử. Điều này có vẻ đem đến sự chán nản đối với chúng ta, bởi vì nếu một nhà khoa học lớn như ông ấy còn không hiểu nó, chúng ta gần như chẳng có cơ hội gì để hiểu về vật lý lượng tử. May mắn là trích dẫn này chỉ là một cách ví von về sự phức tạp của vật lý lượng tử mà thôi. Thực tế thì chúng ta vẫn có thể hiểu vật lý lượng tử ở mức độ cơ bản mà không cần nhìn vào các phương trình của nó. Vật lý lượng tử được cho là lý thuyết khoa học thành công nhất. Lý thuyết này đã cho phép chúng ta phát minh ra các công nghệ như là máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, màn hình LED, laser và nhà máy điện hạt nhân. Và như chúng ta biết, không ai thực sự muốn xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nếu họ không thực sự hiểu về cách mà nó hoạt động. Vì vậy, vật lý lượng tử là một phần của vật lý lý thuyết. Nó mô tả những điều nhỏ nhất trong vũ trụ của chúng ta như phân tử, nguyên tử, các hạt hạ nguyên tử. Những vật chất ở cấp độ này không hoạt động giống như những gì mà chúng ta quen thuộc. Điều này thật hấp dẫn bởi vì tất cả chúng ta và mọi thứ xung quanh chúng ta, hay rộng lớn hơn là toàn bộ vũ trụ, đều được hình thành từ lượng tử vật lý. Chúng ta nhìn thấy các hình vẽ về proton, neutron và electron. Chúng trông giống như là các hạt, nhưng trong cơ học lượng tử, mọi thứ được mô tả bằng sóng. Vì vậy, thay vì một electron trông như thế này, nó sẽ trông như thế này. Và đây được gọi là hàm sóng. Nhưng hàm sóng này không phải là những sóng kiểu vật lý như là sóng trên mặt nước hoặc là sóng âm. Sóng lượng tử là một sự mô tả bằng toán học trừu tượng. Vì vậy, với vật lý lượng tử, chúng ta không biết chi tiết nó thế nào, chúng ta chỉ có thể dự đoán xác suất những thứ sẽ xảy ra. Và có vẻ như đây là một tính chất cơ bản của vũ trụ, vốn là một khởi đầu từ sự lặp lại. Nó phù hợp với thuyết vũ trụ tất định, có tính nhân quả trong vật lý cổ điển của Newton. Mô hình hàm sóng dự đoán rất tốt về hoạt động của các hạt hạ nguyên tử. Nhưng thật kỳ lạ, chúng ta không biết hàm sóng này có thật hay không. Không ai từng nhìn thấy một sóng lượng tử. Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta đo một electron, tất cả những gì chúng ta từng thấy chỉ là một điểm như hạt electron. Nó như thế này, vùng lượng tử mà chúng ta nghĩ là một hàm sóng. Nhưng vùng thế giới chúng ta có thể nhìn thấy là nơi tất cả sóng đã biến thành hạt. Và ranh giới giữa hai vùng này là phép đo đạc. Bất kỳ khi nào chúng ta đo, sóng sẽ biến thành hạt. Chúng ta nói rằng một phép đo như thế là làm sụp đổ hàm sóng, hay gọi là suy sụp hàm sóng. Nhưng chúng ta không có bất kỳ giải thích vật lý nào để mô tả sóng sụp đổ như thế nào. Đây là một lỗ hổng trong kiến thức được đặt tên là vấn đề đo lường, là một trong những ý chính mà Feynman muốn đề cập đến trong trích dẫn của mình. Điều khó hiểu nữa là làm thế nào để hình dung chính xác một electron. Nó dường như là một dạng sóng cho đến khi chúng ta đo đạc nó và nó lại thành một hạt. Vậy thì thực sự nó là gì? Nó được gọi là hiện tượng lưỡng tính sóng hạt. Một ví dụ cho vấn đề này là thí nghiệm xác minh lưỡng tính sóng hạt. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta bắn các viên đạn bình thường qua hai khe hẹp, kết quả chúng ta có được là hai đường kẻ ở bức tường phía sau. Đây là điều bình thường nằm trong thường thức của mỗi chúng ta. Nhưng nếu bạn thay thế khẩu súng đó bằng súng bắn electron, bạn sẽ thấy hiện tượng xảy ra hoàn toàn khác với những gì bạn nghĩ. Nhiều đường kẻ xuất hiện phía sau bức tường. Kiểu hình mẫu các đường kẻ sọc này cho thấy một mô hình giao thoa giữa các sóng, thứ mà bạn chỉ có thể thấy với sóng. Có nghĩa là các sóng electron
đi qua hai khe hẹp cùng một lúc. Sóng từ mỗi khe hở chồng lên nhau, và nơi mà các sóng chồng lên thì sẽ có xác suất cao electron xuất hiện trên tường. Những nơi mà các sóng bị hủy có xác suất xuất hiện rất thấp. Vì vậy, chúng ta thấy trên bức tường phía sau, xác suất cao nhất xuất hiện các electron là giữa hai khe, và sau đó xác suất giảm, rồi tăng, rồi giảm, rồi tăng. Đây chính là mô hình giao thoa. Vậy là khi chúng ta bắn các electron tiếp theo nhau, chúng sẽ theo kiểu phân phối xác suất và bắt đầu hình thành lên mô hình. Đây chính xác là những gì chúng ta thấy trong thí nghiệm. Điều này cho thấy các electron hành xử như sóng trong thí nghiệm này. Chúng ta thấy sự giao thoa giữa các sóng của các electron. Nhưng điều kỳ lạ là ngay cả khi bạn bắn các electron qua các khe lần lượt mỗi hạt một lần, rồi lần lượt đập vào bức tường phía sau. Giờ đây rõ ràng chẳng có gì trên đường đi của mỗi hạt để nó có thể giao thoa. Nhưng theo thời gian, các đường kẻ sọc phía sau bức tường dần xuất hiện. Có nghĩa là quy luật các điểm va chạm của mỗi hạt theo thời gian đều là các dải giao thoa. Có vẻ như thí nghiệm này ngụ ý rằng mỗi hạt đều đồng thời đi qua cả hai khe và tự giao thoa với chính nó. Sự kết hợp của việc đi qua cả hai đường ở cùng một thời điểm như vậy được gọi là trạng thái chồng chập lượng tử hay chồng chất lượng tử. Một hạt electron có thể ở đây hoặc là ở kia, hoặc ở bất cứ nơi đâu theo xác suất, cho đến khi chúng ta nhìn thấy nó bằng bất cứ cách nào, nó sẽ chập lại ở một vị trí cụ thể, và vì vậy kết quả của các phép đo là không giống nhau. Nhưng điều tiếp theo sau đây mới thực sự kỳ dị. Bằng cách đặt một máy dò bên trong hoặc ngay sau một khe, ta có thể phát hiện ra một hạt electron có đi qua nó hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự giao thoa biến mất. Đơn giản, chỉ với việc quan sát đường đi của hạt, ngay cả khi sự quan sát này không làm nhiễu chuyển động của hạt, mà kết quả thí nghiệm đã thay đổi. Trong những thí nghiệm này, bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy đường đi của một hạt lượng tử, thì đám mây những đường đi của nó sẽ chập lại thành một trạng thái đơn lẻ được xác định cụ thể, được gọi là sự lựa chọn bị trì hoãn. Điều này ngụ ý rằng chỉ riêng hành động quan sát, chứ không tính đến bất kỳ sự gây nhiễu cụ thể nào gây ra bởi phép đo, đều có thể gây ra sự chập lại. Có vẻ như electron đã đi từ sóng lan tỏa thành một hạt cục bộ. Như tôi đã nói, không có gì trong cơ học lượng tử cho chúng ta biết làm thế nào mà hàm sóng bị sụp đổ. Và điều này không chỉ đúng với electron mà còn đúng với tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Vì vậy, thí nghiệm hai khe có tác động rất lớn đến mô hình vũ trụ của chúng ta, và nó đã gây được sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên nó được thực hiện. Các nhà vật lý vẫn đang vật lộn với câu hỏi này tới tận bây giờ, và đã đưa ra nhiều cách hiểu về cơ học lượng tử để thử giải thích cho những kết quả này, cũng như giải thích thực tế mọi thứ hoạt động như thế nào. Quay trở lại với hàm sóng, hiện nay chúng ta có thể sử dụng hình ảnh hàm sóng này để giải thích các tính chất khác nhau của vật lý lượng tử mà bạn có thể đã biết đến. Nhưng đây chỉ là một kiểu có thể của hàm sóng electron, và nó còn có nhiều kiểu khác nữa. Như cái này chẳng hạn, cái này nói rằng electron có xác suất cao ở chỗ này và chỗ kia, trong khi có xác suất thấp ở giữa. Điều này là hoàn toàn hợp lý trong vật lý lượng tử, và đây là khi cụm từ một vật có thể ở hai nơi cùng lúc được dùng đến. Sự chồng chất lượng tử như vậy xảy ra từ thực tế là sóng này có thể được tạo ra bởi sự cộng thêm hoặc chồng hai sóng với nhau. Sự chồng chất có nghĩa là thêm các sóng lại với nhau, mà chúng ta cũng đã thấy điều này ở trong thí nghiệm khe đôi, và nó không phải là hiện tượng hiếm. Bạn có thể nhìn thấy sự chồng chất bằng cách thả hai viên sỏi vào một cái ao, và những gợn sóng sẽ chồng lên nhau.
Nhưng có một thứ phức tạp hơn, đó là sự vướng víu. Giả sử cả hai sóng electron gặp nhau, chúng giao thoa với nhau và hợp lại. Điều này có nghĩa là về mặt toán học, chúng ta có một hàm sóng mô tả tất cả mọi thứ về hai electron và chúng liên kết chặt chẽ với nhau, ngay cả khi chúng di chuyển ra xa nhau. Một phép đo trên một hạt sẽ tương quan với phép đo trên hạt kia, kể cả khi chúng di chuyển cách xa nhau hàng tỷ km. Einstein rất không thoải mái với ý tưởng này, vì nếu bạn đo một hạt thì tức thời biết hạt kia sẽ thế nào, kể cả chúng cách xa nhau hàng tỷ km. Như vậy là đã có một loại liên kết truyền tin nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Điều này có vẻ như đã vi phạm thuyết tương đối. Nhưng thật ra bạn không thể thực sự sử dụng liên kết này để truyền tin, vì phép đo sẽ cho bạn kết quả ngẫu nhiên. Mặc dù thực tế là chúng có tương quan, có nghĩa là có một liên kết trải dài trong khoảng cách đó. Có một thứ được gọi là đường hầm lượng tử. Đường hầm lượng tử là nơi các hạt có xác suất di chuyển thông qua các rào cản. Về cơ bản, cho phép mọi thứ như là các electron xuyên qua các bức tường. Thông thường, khi một hàm sóng gặp một rào cản, nó phân rã theo cấp số nhân trong rào cản. Nhưng nếu rào cản đó có đủ khe hẹp để hàm sóng có thể tồn tại khi nó đi qua, có nghĩa là có một xác suất rằng một hạt sẽ được tìm thấy ở bên kia của rào cản khi đo đạc. Trong thực tế, các phản ứng hợp hạch bên trong mặt trời xảy ra nhờ đường hầm lượng tử. Các proton thường đẩy nhau bởi chúng mang điện dương, nhưng có một khả năng nhỏ bởi đường hầm lượng tử làm cho chúng lao vào nhau, khiến cho hydro trở thành heli và giải phóng năng lượng nhiệt hạch. Và cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến nguyên lý bất định Heisenberg khi nói về vật lý lượng tử. Như đã nói về hàm sóng, nó chứa tất cả các thông tin như vị trí và đồng lượng của electron. Chúng ta có thể tìm ra vị trí dựa vào biên độ hoặc chiều cao của sóng, và đồng lượng được tìm ra từ bước sóng của sóng. Nhưng cụ thể đối với dạng sóng này, vị trí cho chúng ta biết xác suất phân bổ, và chúng ta không thực sự biết chính xác vị trí của electron. Từ đó suy ra cũng không có sự chắc chắn về đồng lượng, vì sóng này được tạo bởi rất nhiều bước sóng khác nhau. Nhưng chúng ta có thể giảm bớt sự không chắc chắn đó. Hãy thử với một sóng mà chỉ có một bước sóng, là một sóng hình sinh. Bây giờ chúng ta biết đồng lượng chính xác bởi vì bước sóng chỉ có một giá trị duy nhất. Nhưng hãy nhìn vào vị trí, xác suất phân bổ, vị trí của electron luôn bằng nhau ở mọi điểm. Vậy thì chúng ta hãy làm ngược lại. Hãy tạo một làn sóng chỉ có một vị trí. Bây giờ chúng ta biết chính xác vị trí của electron, nhưng bước sóng của sóng ở đây là gì? Bây giờ chúng ta không chắc chắn bước sóng như thế nào. Về cơ bản, chỉ có sóng hình sinh cung cấp cho bạn một đồng lượng chính xác. Và với bất kỳ sóng nào không phải là sóng hình sinh hoàn hảo, bạn phải xây dựng nhiều sóng hình sinh khác nhau, và trong mỗi sóng hình sinh ấy có bước sóng khác nhau. Và từ đó bạn tìm được giá trị đồng lượng. Đây là nguyên lý bất định của Heisenberg. Bạn chỉ có thể biết chính xác từng thứ một và không thể biết chính xác tất cả. Ta không bao giờ có thể xác định chính xác cả vị trí lẫn đồng lượng của một hạt vào cùng một lúc. Nếu ta biết một đại lượng càng chính xác thì ta biết đại lượng kia càng kém chính xác. Và đó không phải là giới hạn của công việc đo lường, mà đó là tính chất nền tảng của toàn bộ vũ trụ. Như vậy, tóm lại là, trong vật lý lượng tử, các đối tượng được mô tả dưới dạng các hàm sóng. Nhưng khi chúng ta đo chúng, những gì chúng ta thấy là các hạt. Và hệ quả của các hàm sóng này là các hiện tượng lượng tử như sự chồng chất, sự vướng víu, đường hầm lượng tử, nguyên lý bất định. Nếu xem hết video này và hiểu nội dung của nó, thì bạn đã có một sự hiểu biết cơ bản về vật lý lượng tử. So với danh tiếng của bốn từ vật lý lượng tử, thì tôi nghĩ rằng những gì chúng ta biết về nó cũng là một sự hiểu biết đáng khen ngợi rồi. Cuối cùng, chúc các bạn có một ngày tốt lành.
Xin chào và hẹn gặp lại.